đây là một con súp khủng mà rất là nhiều bác đang tìm, chiếc súp RH đến từ Mỹ đấy. Vâng này, em đã tháo ra. Đây là một con súp rất là khủng. Tại sao em nói là khủng? Một quả súp 50. Thứ nhất, thùng rất là to. Cái thứ hai, công suất nó cũng rất là lớn. Các bác có thể thấy RH Red Cool Henny USA. Con này là của Mỹ xịn các bác nhé. 8 ohm 1400W. Rất là khủng các bác ạ. 1400W. Quả súp này thì công suất nó sẽ lớn hơn những cái quả súp JBL trên thị trường các bác nhiều, và giá thành nó hợp lý hơn. Đấy. Bao các bác đánh khủng hơn, gấu hơn những quả súp JBL các bác đang mua với giá khoảng 20 triệu. Được chưa? RH. Đây là cái lưới em tháo cho các bác này. Riêng cái lưới này khoảng 3 cân đến 4 cân, nó rất là dày. Các bác nó rất là dày các bác ạ. Cái lưới này nó khoảng 4 ly, bình thường các bác cái lưới nó chỉ khoảng 1 ly rưỡi 2 ly thôi, nhưng cái lưới này nó phải dày tầm 4 ly. Rất là cứng và nặng. 3 đến 4 cân cái lưới rồi. Cái thùng các bác nhá. Cái thùng này. Thùng này. Đây các bác nhìn cái súp, các cái dòng loa xịn, Mỹ xịn ý, thì các cái đều, các cái viền của nó đều là bằng kiểu cao su này. Đấy. Cái viền bên ngoài, cái thùng này nó phải dày đến 4 phân. Các bác ạ. Đây nhá, một phân ngoài này và 3 phân bên trong. Các bác nhìn không? Khoảng 4 phân gỗ. Và cái thùng này nó nặng đâu đấy, cả cái loa này, cả cái thùng này nó nặng đối với khoảng tầm 65 cân đến 70 cân một quả này. Sâu thăm thẳm. Chiều sâu của cái thùng này là 80 các bác nhá. Sâu 80 phân. Cao 80 phân và rộng 55 phân. Các bác thấy một quả súp nó khiếp không? Một quả súp đơn mà nó khiếp không? Đây cái lỗ thông hơi này của nó thì đúng là phải cả một đứa trẻ con chui vào trong này vừa luôn. Cái lỗ thông hơi. Đấy. Nên tại sao em nói đây là một chiếc súp cực kỳ khủng? Đây, hàng bãi về thì nó cũng bong tí sơn, thì cái này chấm tí sơn mà đẹp long lanh. Nói chung là đến tay các bác thì bọn em đều phải tua ta sơn xì lại đẹp long lanh cho các bác luôn, không phải suy nghĩ. Đây là chưa tua ta thì nó đẹp như này là quá ok. Một quả súp quá đẹp, quá ok luôn. Đấy. Khủng khiếp. Đây là bát. Bát thì sử dụng cái bát này, em nhìn qua này em biết là bát của 18 sao. Nhưng mà bát này là bát của bát của hãng RH này, nó phát triển riêng. Nó nhờ 18 sao đặt và phát triển riêng. Đây các bác nhìn này, cái màng của này nó cực kỳ giống màng JBL các bác nhá, màng cực kỳ giống màng JBL. Đấy, bác nào mà chơi các súp tây ấy, thì các bác có thể biết đến cái thương hiệu Kaling. Kaling nó cũng sử dụng cái bát này rất là nhiều và rất đắt tiền. Cái súp Kaling thì nó đắt ngang với cả những cái súp tầm cỡ như Adamson luôn, chứ nó không phải là đắt như mấy con súp JBL. Đây các bác nhìn này, hoa cũng chất luôn. Bát này nóng bát rất sâu các bác nhá. Nóng bát rất sâu. Đây này. Từ dưới đít bát lên đến đầu bát nó khoảng phải tầm 24 25 phân. Nóng bát rất sâu. Và rất đẹp, hoa rất đẹp. Zin xịn 100% cho các bác luôn. Quả này các bác về nhà các bác đánh thì đây, bên cạnh nhá. Bên cạnh này, hai cái tai này. Hai cái tai sách này. Ngày trước em cũng có một chiếc này rồi. Và cái giá ngày trước em bán đâu đấy khoảng 20 triệu một cái. Nhiều khi các bác cứ phải thích là Phaito nó mới đẳng cấp. Phaito thì so với cả 18 sao thì nó cũng cùng đúng không? So với BNC thì nó cũng cùng ngang ngang thôi. Đấy, nhưng mà những cái thương hiệu mà nó phát triển cái bát riêng này thì nó rất là đắt đỏ. Nó rất là đắt đỏ luôn. Nó đánh thì sâu lắng và cực hay. Bây giờ em sẽ đi nắp em test cho các bác xem nhé. Em sẽ bật thử một chút nhạc cho các bác nghe thử nhá. Sụp này đánh hay lắm. Em so với cả con này em 1200 có Lexo xịn kia nó còn hay hơn các bác nhá.